cao xoa bóp thảo dược 8S. Hotline 1900 888 663. Xin chào quý bà cô chú quý vị khán giả đang xem kênh Hội Thiện Nguyện BDS. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2023 rồi, cũng cận Tết rồi. Bữa nay là ngày 23 Tết rồi nha cả nhà. Thì bây giờ sư phụ cho mấy anh em dọn dẹp công ty sạch sẽ khang trang để mà chuẩn bị cho năm 2023 âm lịch. Thì bây giờ anh em dọn dẹp công ty rồi vệ sinh cũng như là lo chuẩn bị cho năm mới nha cả nhà. Rồi ok, mời cả nhà theo dõi những video tiếp theo của mình. Lo cả nhà, thì nãy cũng như anh đã nói rồi, con tổ chức diễn hôm qua. Còn đây cũng cảm ơn tất cả quý vị khán giả cũng luôn vui thương đã gửi lời hồi thăm sức khỏe đến cho con. Chân thành cảm ơn. Thì hôm nay là 23 Tết rồi, hôm nay là đường táo về trời rồi. Thì anh em sẽ dọn vệ sinh lại bên công ty, cũng như ở bên Tam Mão để chuẩn bị đón cái Tết 2023 này các nhà. Hôm nay là ba cái hàng hóa mình đem lên kho. Ba cái hàng hóa hả? Ba cái hàng hóa. Bán cao sơ bớt. Còn mấy bạn nhân viên nữ thì sẽ lau chùi dọn dẹp lại. Buổi sáng ngày hôm nay là trước mắt là như vậy. Đó. Còn một xíu nữa thì tụi con sẽ qua bên tỷ cái bàn cái kho áo quan ở bên bên Tân Phú lên cả nhà. Nói chút xíu nữa sẽ qua bệnh đây còn mấy thùng nữa. Bây giờ là có mấy cây này giấu sư phụ nha, đem ra trước chân bán giấu sư phụ nha cả nhà. Chú biết là ông cạo cái đầu khô luôn á, bán luôn.